Quý vị đang theo dõi tin tức tổng hợp của đài IBC TV được phát sóng trên băng tần 57.19 tại miền Nam California, 16.12 tại miền Bắc California, Galaxy 19 trên toàn Hoa Kỳ và Canada. Tuyết Nhi và Lâm Hùng xin trân trọng kính chào. Sau đây như thường lệ xin mời quý vị cùng đến với phần điểm tin. IMF không thay đổi các điều kiện với Pakistan để giải ngân khoản vay. Tổng thống Joe Biden cắt ngắn chuyến công du nước ngoài. Điện Kremlin lên tiếng sau khi Ukraine tuyên bố bắn hạ tên lửa siêu thanh Zhirar. Philippines hướng tới mục tiêu trở thành một cường quốc du lịch Á Châu. Các nhà lập pháp Hoa Kỳ, các trợ lý của Biden kêu gọi Trung Quốc cạnh tranh trong cuộc chiến nợ nần. Sau đây chúng tôi xin mời quý khán giả cùng đến với bản tin chi tiết đầu tiên qua phần trình bày của sư ngôn viên Lâm Hùng. IMF không thay đổi các điều kiện với Pakistan để giải ngân khoản vay cứu trợ. Kính thưa quý vị, đây là khẳng định của đại diện Quỹ tiền tệ quốc tế gọi tắt là IMF tại Pakistan trước các thông tin cho rằng cơ quan này đang áp thêm các điều kiện ngặt nghèo với Pakistan. Các điều kiện về huy động vốn bên ngoài được đặt ra với Pakistan trong các cuộc đàm phán về vay cứu trợ sẽ không thay đổi. Đây là khẳng định của đại diện Quỹ tiền tệ quốc tế gọi tắt là IMF tại Pakistan trước các thông tin cho rằng cơ quan này đang áp thêm các điều kiện ngặt nghèo với Pakistan. IMF làm rõ điều này sau khi truyền thông địa phương cuối tuần vừa qua đã cho biết IMF đã nâng yêu cầu về khoản tài chính bổ sung từ mức 6 tỷ Mỹ Kim lên tới 8 tỷ Mỹ Kim. Điều kiện mới này đặt ra nhằm bảo đảm khả năng trả nợ của Pakistan trong giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 12 năm 2023. Đại diện thường trú của IMF tại Pakistan, ông Paris Roos đã cho biết và các yêu cầu về huy động vốn bên ngoài không thay đổi trong suốt các cuộc thảo luận giữa đôi bên. Pakistan và IMF vẫn đang đàm phán về khả năng giải ngân khoản tiền lên tới 1 tỷ Mỹ Kim trong gói cứu trợ kinh tế trị giá lên tới 6,5 tỷ Mỹ Kim của IMF. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cắt ngắn chuyến công du nước ngoài. Tổng thống Joe Biden ngày 16 tháng 5 có cuộc gặp với lãnh đạo quốc hội như là Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy thảo luận vấn đề trần nợ. Mặc dù đây là cuộc gặp thứ hai trong hai tuần, nhưng hai bên vẫn bế tắc trong việc tìm kiếm tiếng nói chung trong việc nâng mức trần nợ. Cuộc gặp diễn ra trong vòng một tiếng đồng hồ vào ngày 16 tháng 5 và theo thông báo chính thức từ Tòa Bạch Ốc, hai bên thảo luận sự cần thiết bảo đảm Hoa Kỳ không vỡ nợ lần đầu tiên trong lịch sử. Tổng thống cũng nhấn mạnh mặc dù còn nhiều việc phải làm nhưng ông lạc quan nếu hai bên thiện chí và xác định sẽ không đạt được mọi thứ mình muốn thì vẫn còn cơ hội cho thỏa thuận ngân sách lưỡng đảng. Ông Biden cũng chỉ đạo đội nhóm của mình tiếp tục họp hàng ngày giải quyết vấn đề nổi cộm hiện nay. Trong khi đó, Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy cho rằng cấu trúc thảo luận được cải thiện, Tổng thống Biden đồng ý chỉ định một người đại diện Tòa Bạch Ốc đàm phán trực tiếp với đội ngũ của McCarthy. Theo ông, mặc dù hai bên còn nhiều bất đồng, nhưng một thỏa thuận vẫn có thể đạt được vào cuối tuần này. Kính thưa quý vị, vẫn là tin thế giới liên quan tới chiến sự. Điện Kremlin lên tiếng sau khi Ukraine tuyên bố bắn hạ tên lửa siêu thanh Kinzhal. Kính thưa quý vị, khó có khả năng Ukraine bắn hạ tên lửa siêu thanh Kinzhal của Nga. Người phát ngôn viên của Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov đã cho hay, bình luận của ông được đưa ra sau khi Kiev tuyên bố đánh chặn 6 tên lửa này vào đêm trước đó. Phát biểu trước báo giới vào ngày 16 tháng 5, ông Peskov đã cho biết, Kinzhal có những đặc điểm hoàn toàn độc đáo. Khi được hỏi về chi tiết vụ không kích của Nga vào Kiev, người phát ngôn viên của Điện Kremlin đã đề nghị báo giới chuyển câu hỏi cho Bộ Quốc phòng. Sáng ngày 16 tháng 5, các quan chức quân sự Nga đã cho biết một cuộc tấn công chính xác bằng tên lửa Kinzhal đã phá hủy hệ thống phòng không Patriot của Mỹ cung cấp cho Ukraine. Tuyên bố này đánh dấu lần đầu tiên Moscow thông báo về việc phá hủy một hệ thống phòng không được phương Tây hỗ trợ cho Kiev. Trong khi đó, thì Sputnik dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga, ông Sergei Shoigu đã cho biết, thông cáo của Kiev về việc sử dụng hệ thống phòng không bắn hạ 6 tên lửa siêu thanh Kinzhal của Nga là không đúng. Kính thưa quý vị, người đứng đầu chính quyền quân sự của Kiev, ông Sergei
Povko viết trên Telegram rằng Nga đã tiến hành một cuộc tấn công phối hợp nhằm vào các nhiều mục tiêu trong thủ đô của Ukraine, đồng thời gọi đây là cuộc tấn công có cường độ chưa từng thấy với số lượng tên lửa tấn công nhiều nhất trong khoảng thời gian ngắn nhất. Philippines hướng tới mục tiêu thành một cường quốc du lịch Á Châu. Tổng thống Philippines là Ferdinand Marcos đã phê duyệt kế hoạch phát triển du lịch quốc gia giai đoạn 2023-2028 do Bộ Du lịch Philippines đề trình. Kế hoạch này để giải quyết thách thức phát triển ngành du lịch Philippines hướng tới mục tiêu đưa nước này trở thành cường quốc du lịch Á Châu. Trong cuộc họp báo tại Phủ Tổng thống Philippines ngày 16 tháng 5, Bộ trưởng Bộ Du lịch là Cristina Garcia Frasco cho biết kế hoạch sẽ giúp xây dựng một ngành du lịch Philippines dựa vào văn hóa, di sản bản sắc của người Philippines, vào ngành du lịch mang tính bền vững, linh hoạt, khả năng hồi phục và cạnh tranh toàn cầu nhằm đưa quốc gia Đông Nam Á trở thành cường quốc du lịch tại Á Châu. Vẫn theo lời Bộ Du lịch, kế hoạch phát triển du lịch quốc gia 5 năm tập trung vào việc quảng bá hình ảnh đất nước và tháo gỡ rào cản đối với sự phát triển du lịch. Kế hoạch với 7 mục tiêu: cải thiện cơ sở hạ tầng, khả năng tiếp cận du lịch, xây dựng những con đường chất lượng hướng tới những điểm du lịch nổi tiếng, số hóa du lịch, kết nối toàn diện, tăng cường trải nghiệm du lịch tổng thể, bình đẳng hóa phát triển và xúc tiến những sản phẩm du lịch, đa dạng hóa danh mục đầu tư du lịch thông qua việc du lịch đa chiều, khai thác tối đa du lịch trong nước và thế giới, tăng cường quản trị du lịch thông qua hợp tác với các bên liên quan, cấp quốc gia lẫn địa phương. Kính thưa quý vị, quay sang phần tin Hoa Kỳ. Các nhà lập pháp Hoa Kỳ, các trợ lý của Biden kêu gọi Trung Quốc cạnh tranh trong cuộc chiến nợ nần. Ba trong số các trợ lý hàng đầu của Tổng thống Hoa Kỳ, ông Joe Biden, hôm thứ Ba ngày 16 tháng 5 đã cảnh báo rằng việc cắt giảm ngân sách sẽ làm suy yếu khả năng cạnh tranh về quân sự, ngoại giao và kinh tế của nước này với Trung Quốc. Ngoại trưởng ông Antony Blinken, là Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin và Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo đã xuất hiện tại phiên điều trần của Ủy ban phân bổ ngân sách Thượng viện về yêu cầu ngân sách của Biden và mối quan hệ Mỹ-Trung trong bối cảnh các cuộc đàm phán căng thẳng về thỏa thuận nợ, nâng trần nợ lên tới 31,4 ngàn tỷ Mỹ Kim và ngăn chặn một cuộc vỡ nợ thảm khốc về kinh tế. Các bộ trưởng của nội các hiếm khi làm việc cùng với nhau tại các phiên điều trần công khai, nhưng cả đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa đều đang cố gắng thể hiện rằng họ coi chính phủ Cộng sản Trung Quốc là thách thức lớn nhất mà Washington phải đối mặt. Thượng nghị sĩ ông Paddy Murray, Chủ tịch Hội đồng Phân bổ Ngân sách, đã bác bỏ lời kêu gọi cắt giảm chi tiêu của đảng Cộng Hòa để đổi lấy việc đồng ý tăng trần nợ. Thưa quý vị, như thường lệ, sau đây sẽ là phần bảo trợ thương mại của những cơ sở kinh doanh đồng hành với đài IBC. Chúng tôi sẽ trở lại để gửi đến quý khán giả những tin tức nổi bật liên quan tới giám đốc điều hành Tesla cho biết nền kinh tế trên thế giới đã gặp khó khăn ảnh hưởng tới Tesla. Còn Quốc hội Ecuador đã bắt đầu phiên điều trần để luận tội Tổng thống Lasso như thế nào? Chúng ta tới với việc khói bao trùm cả thành phố Calgary khi đám cháy hoành hành khắp tỉnh Alberta tại Canada. Xin mời quý khán giả đón xem.